Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn sản phẩm Dell OptiFlex 3080 VFF. Bên trong sản phẩm bao gồm một bàn phím, một chuột và dây nguồn. Phía dưới là chiếc máy của chúng ta. Được trang bị trong mình là vi xử lý Intel Core i3 10100F, 4GB RAM, 1TB HDD. Mặt sau hỗ trợ các cổng kết nối gồm một cổng LAN RJ45 để cấp mạng cho hệ thống, hai cổng USB-A, hai cổng USB 3.0 cho loại tốc độ truyền tải pha nhanh chóng với các thiết bị được hỗ trợ. Phía trên chúng ta có 3 cổng dùng để xuất hình. Cổng VGA hỗ trợ xuất hình cho các màn hình thế hệ cũ. Cổng HDMI thì có thể kết nối hầu hết các đời màn hình hiện tại. Ngoài ra còn một cổng DisplayPort có thể sử dụng dùng để xuất hình cho các màn hình có độ phân giải cao. Bàn phím đi kèm sản phẩm được trang bị cho mình là một layout full size phù hợp với công việc văn phòng. Vì giữ lại cho mình là cụm phím numpad. Phím có cảm giác gõ rất tốt, cảm độ nảy cao, không mòn màng như các bàn phím phổ thông. Bộ máy có thể đáp ứng tốt các nhu cầu như làm việc, học tập và giải trí cơ bản. Sản phẩm đang được bán tại Vi tính Đông Quân với mức giá 10.890.000 đồng. Nếu các bạn mua kèm combo màn hình AOC thì tổng mức giá là 14.190.000 đồng.